mọi người. Trong video hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người những loại thuốc diệt chuột mang lại hiệu quả cao. Hiện tại thì công ty bên em nhập và phân phối sỉ và lẻ toàn quốc. Đối với những quý khách hàng nào mình đang quan tâm về cái vấn đề diệt chuột thì em xin mời mọi người cùng theo dõi hết video này để mình tham khảo những loại thuốc diệt chuột mà em giới thiệu để mình chọn được cái sản phẩm phù hợp với cái khu vực mà chuột nó đang cắn phá. Thì đối với ruộng đồng hoặc là khu vực trồng trọt, vườn cây ăn trái mọi người mà bị chuột nó phá hại thì gây thiệt hại về kinh tế rất là nặng nề cho bà con nông dân, thì mọi người nên sử dụng những cái dòng sản phẩm sinh học. Đa phần là những dòng sản phẩm diệt chuột sinh học thì nó sẽ không gây kén mùi, vì là khi mà chuột nó ăn thì nó sẽ không có chết liền. Vì khi mà chết liền là nó sẽ báo động những con chuột khác không nên ăn mồi nữa. Nên là hãng mới ra những cái dòng sản phẩm thuốc diệt chuột sinh học. Thì đối với cái khu vực ruộng đồng thì mọi người nên sử dụng dòng sản phẩm thuốc diệt chuột Storm của hãng Bach Cộng hòa Liên bang Đức nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm sinh học dạng viên, khi mà mình sử dụng ở ngoài trời, dạng viên nén xanh như thế này mà có nắng hoặc là có mưa thì thuốc nó không có bị phai, mình có thể để trong vòng vài ngày vẫn được, có nghĩa là thuốc vẫn còn tác dụng, nên là mình sử dụng nó vừa tiện. Còn đối với những cái sản phẩm mà pha trộn hoặc là dạng bột mà mình sử dụng ở ngoài trời, khi có một cơn mưa thì nó sẽ trôi hết thuốc, nó sẽ không có đảm bảo cái chất lượng được. Nên là em khuyên mọi người đối với ở khu vực ngoài trời thì mình sử dụng dòng thuốc diệt chuột Storm này, khi ăn thì nó sẽ có tác dụng từ 3 ngày trở đi nha mọi người. Ăn xong là nó sẽ đi phân xanh và vẫn sinh hoạt bình thường. Bắt đầu ngày thứ 3 trở đi là con chuột nó bị xuất huyết ruột á, là nó sẽ gây khát nước và nó tìm nước uống. Thì trong cái quá trình mà nó bị xuất huyết ruột như vậy là nó sẽ đi lừ đừ và nó sẽ chết. Nếu mà mọi người sử dụng ở trong nhà ở thì rất là tiện, vì là khi ăn là nó sẽ không có nằm ở trong ổ, không có nằm ở trong cái khu vực hang xó như mọi người, nó sẽ đi ra ngoài nó tìm nước, thì trong cái quá trình đó là nó sẽ chết ở bên ngoài. Nên là mọi người không sợ cái vấn đề mà chuột chết ở trong hốc xó gây hôi thối. Cái vấn đề mà chuột mà chết á, thì nói chung là những quý khách mà sử dụng rất là lo, vì là mỗi một khi mà chuột nó chết trong hốc xó mà không tìm thấy xác á, là cái mùi không có thể nào mà chịu nổi. Nên là khi mà mọi người sử dụng ở trong cái khu vực mà kho có quá nhiều hàng thì mình có thể sử dụng dòng Storm này để hạn chế cái tình trạng là chuột chết ở trong hốc xó nha mọi người. Và để mà đạt 100% chuột không chết ở trong hốc xó thì bắt đầu mà khi mà đặt thuốc thì bắt đầu ngày thứ 5 trở đi thì mọi người nên đi vòng vòng cái khu vực mà mọi người đặt thuốc thì sẽ có chuột nó sẽ đi lõm ngõm, là mọi người lấy cái xác chuột mình bỏ đi thì nó sẽ không có cái tình trạng mà chuột chết gây mùi thối nha mọi người. Dòng sản phẩm Storm này thì nó có dạng gói 4 viên nữa. Nếu mà những quý khách hàng nào mình chưa dùng thì mình có thể mua những cái gói nhỏ như thế này, trong một gói có 4 viên thì nó sẽ tiện hơn để mình dùng thử, mình kiểm nghiệm sản phẩm trước khi mà mình dùng cái gói lớn như thế này nha mọi người. Cái gói lớn như vậy thì mình dùng ở một cái diện tích rộng và nó sẽ lợi hơn, quy cách đóng gói thì nó sẽ nhiều hơn. Còn có dạng gói 20 viên nữa, trong một hộp của nó là có 5 gói, nhưng mà em lấy gói lẻ để giới thiệu trực tiếp cho mọi người cùng xem. Trong một gói này là có 20 viên và em chia sẻ luôn cho mọi người cách sử dụng thuốc diệt chuột để làm sao nó đạt hiệu quả nữa. Là khi mà mọi người dùng cái thuốc diệt chuột thì mọi người nên rắc một ít trấu, sau đó là mình cắt cái gói này ra và mình đặt cái thuốc lên. Tại vì chuột là nó rất là thích bới phá, và đặc biệt là bới phá lúa trấu, thì mình sẽ đặt như vậy là nó sẽ tới khu vực đó nó bới thì nó sẽ ăn thuốc luôn, và tránh cái tình trạng là thuốc ẩm ướt nữa. Nên là mình đặt cái trấu là rất là phù hợp. Đối với ruộng đồng thì mọi người nên rắc trấu trước khi là mình rắc cái viên thuốc này, rắc chồng lên trên như vậy. Còn ở nhà ở hoặc là kho hàng ở những khu vực khác thì mọi người có thể rắc trực tiếp luôn, không cần đặt trấu cũng được. Còn đây là thuốc diệt chuột Calerap của hãng Syngenta Thụy Sĩ nha mọi người. Đối với những khách hàng nào đã từng dùng thuốc diệt côn trùng của hãng Syngenta hoặc là đã từng dùng thuốc diệt chuột Calerap này thì mọi người nên
để lại bình luận ở bên dưới cho những quý khách hàng khác họ tham khảo và biết được chất lượng sản phẩm như thế nào để mình chọn lựa được sản phẩm phù hợp và mang lại hiệu quả cao. Mình bỏ tiền ra mình mua thì nó phải chất lượng thì mình mới đỡ bực mình nha mọi người. Và cái dòng Calerac này em giới thiệu thêm để những quý khách hàng đã chưa biết về cái sản phẩm này, thì bên trong của nó là dạng viên màu hồng, viên nhỏ thôi nha mọi người. Dùng cái dòng sản phẩm này thì lợi cực kỳ vì viên của nó nhỏ, một con thì có thể ăn từ 1 đến 2 viên thôi là cũng đủ hiệu quả rồi, còn chuột cống thì có thể ăn nhiều hơn một xíu. Sử dụng dòng sản phẩm này thì mọi người không cần pha trộn gì hết vì là đã tẩm sẵn hết rồi, chỉ cần rắc thôi. Và đặc biệt là em có một lưu ý, bất kỳ một dòng sản phẩm thuốc diệt chuột nào khi mà mọi người sử dụng, em đều dặn mọi người là nên lưu ý là mình sử dụng làm sao gọn, sạch sẽ, và đặc biệt là sử dụng nếu còn thì mọi người gói cái thuốc lại, gói cái thuốc lại và mọi người bảo quản kỹ, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ vì nó là dạng viên màu hồng á mọi người, nên là rất là nguy hiểm. Dù độc hay không độc gì mọi người cũng nên cẩn trọng giúp em nha. Thuốc diệt chuột là nó rất là nhạy cảm. Và em giới thiệu luôn, ngoài những dòng sản phẩm như là Storm hoặc là Calerac em vừa giới thiệu, thì dòng sản phẩm thuốc diệt chuột của Thái Lan cũng rất là hiệu quả. Những dòng thuốc của Thái Lan thì tương đối là mạnh, phải gọi là mạnh cực kỳ. Đây cũng là dạng viên màu hồng luôn nha mọi người. Viên màu hồng, khi mà đặt thì mọi người đặt mỗi chỗ từ 5 đến 7 viên, rắc ở những cái khu vực như là trước miệng hang chuột. Cũng sử dụng theo kiểu giống như là em giới thiệu lúc đầu, là mọi người nên rắc một ít trấu rồi mình cho cái thuốc lên trên để tránh cái tình trạng là thuốc nó bị ẩm ướt, nó sẽ rã. Vì là đây là dạng viên nén màu hồng, viên nhỏ thôi. Khi mà sử dụng dòng sản phẩm màu hồng như thế này thì cũng tương tự là mọi người lưu ý là nên cất kỹ giúp em nha. Còn mọi người muốn lợi hơn nữa thì mình có thể sử dụng dòng hạt gạo, hạt gạo hoặc là dạng cốm. Đây là hai cái dòng sản phẩm tương đối là giá thành rẻ hơn so với là Storm và Calerac hoặc là thuốc diệt chuột Thái Lan, thì đây là cái dòng sản phẩm tương đối rẻ và mạnh. Nói chung là mình sử dụng ở ruộng đồng hoặc là vườn cây ăn trái hoặc là bất kỳ nơi đâu có chuột thì cái dòng sản phẩm này nó đỡ chi phí hơn. Nhưng mà tuyệt đối là mình không có dùng cái sản phẩm này cho cái khu vực trang trại nuôi gà, vì là cái dạng viên dạng hạt như vậy á là gà nó ăn là sẽ gây độc, nên là mọi người lưu ý giúp em nha. Còn cái dạng này thì mình có thể đặt ở bất kỳ nơi đâu cũng được, không vấn đề gì, cũng tương tự như là dòng thuốc diệt chuột của Thái Lan. Hai cái hộp này đều là thuốc bên trong là dạng màu hồng nha mọi người, một cái là cốm, một cái là viên. Thì mọi người cứ sử dụng theo em hướng dẫn như nãy giờ thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Mọi người dùng những dòng thuốc diệt chuột như vậy thì lưu ý giúp em là sau 3 đến 5 ngày là mình đi một vòng ở cái khu vực mình đặt thuốc, mình tìm xác chuột, mình lấy mình bỏ đi để nó không có gây mùi hôi thối. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em đến đây. Và nếu mà mọi người có nhu cầu nhập hàng về bán thì cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0976075288 hoặc là đến trực tiếp công ty em để tham khảo hàng. Hàng lúc nào cũng có sẵn và số lượng rất là nhiều. Mọi người cứ đến trực tiếp để mình xem kỹ hơn, mình biết được cái sản phẩm nào phù hợp ở cái khu vực mà mình bán. Ví dụ như khu vực của mọi người là khu vực chuyên về trồng lúa thì mọi người có thể chọn cái dòng sản phẩm nó phù hợp ở khu vực trồng lúa. Còn cái khu vực mà trang trại nuôi gà hoặc là cái khu vực mà thành phố thì mình dùng những cái loại thuốc diệt chuột nó làm sao nó phù hợp ở mỗi khu vực và mang lại hiệu quả nữa, đặc biệt là không có tốn nhiều chi phí. Bên em có bán lẻ gửi hàng tận nơi nha mọi người. Nếu mà mọi người đặt đơn thì vui lòng chờ nhận hàng sau 3 ngày. Mọi người kiểm tra hàng và thanh toán cho người giao hàng là được. Còn nếu mà mọi người nhập sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp em. Em sẽ báo giá từng sản phẩm để mọi người tham khảo giá. Được thì ủng hộ bên công ty em. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Mọi người có nhu cầu về thuốc diệt chuột, thuốc diệt ruồi, mũi, kiến, gián, mối mọt,
nói chung là tất cả các loại côn trùng thì bên em đều có, nên là mọi người có nhu cầu thì ủng hộ bên em nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng.